chiếc xe khách chở khách ở bên Trung Quốc này mọi người này. Xem và ở đường phố đây mình cũng thấy luôn là những chiếc xe máy điện này, người ta để rất là nhiều. Thuê xe đây mình thấy cũng đơn giản lắm mọi người, ta có thể dùng điện thoại và quét mã WeChat và sau đó là cứ thế là lấy xe này đi thôi. Cũng rất là hay. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Rút của Giáo sư Tung Tăng. Hiện tại mình đang ở bãi biển Vạn Vĩ và bây giờ mình đã sẽ di chuyển lên trên một cái thôn gần đấy, đó là thôn Trúc Sơn nha mọi người. Đấy, và hiện tại là mình đang di chuyển ở trên một chiếc xe của một cái hãng điện thoại cũng rất là quen thuộc đối với dân Việt Nam, của người Việt Nam của chúng ta. Đây, xe này của hãng Huawei nha mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy là ngoài cái việc làm điện thoại thì hãng Huawei cũng làm hãng công nghệ của Trung Quốc cũng rất là phát triển, họ cũng có rất nhiều các sản phẩm. Mọi người có thể thấy là cái con đường dọc ở cái bãi biển Vạn Vĩ này họ là làm bằng đường bê tông này, cũng ở này theo như mình nghĩ là cũng mới làm thôi. Mình nhìn thấy đường cũng rất là còn mới đây. Và mình đang đi trên xe của một nữ tài xế người Trung Quốc nghề đấy, có rất là xinh đẹp, rất là lang múi. Đấy, và mà mọi người có thể thấy rằng là cái màn hình của cái chiếc xe này rất là lớn này, nó phải ngang như một cái laptop khoảng 17 inch, to lắm mọi người, mình thấy to hơn kia xe thì kháng xe gì ở Việt Nam đấy, đấy to hơn tăng đi đâu đấy. Và cái cần số cũng rất là hay, và cái tên biển hiệu đây mình đọc gần như là chữ Lito hay sao ấy mọi người ạ. Bình nước à, cái chai nước của chị ấy cơ đâu đấy. Mấy anh em mình đang trồm trổ nha, đang khám phá chiếc xe này đây mọi người. Chào mọi người nha. Đúng là lần đầu tiên được trải nghiệm một chiếc xe của một cái hãng, tên của một hãng điện thoại, cũng của một hãng điện thoại ở Việt Nam cũng rất là lâu rồi. Hôm nay mình mới được biết là ngoài việc sản xuất điện thoại ra, họ còn sản xuất của ô tô nữa, cũng giống như Xiaomi, hãng điện thoại Xiaomi bây giờ cũng có những xe điện Xiaomi rất là nhiều mọi người. Và bây giờ mình sẽ tạm biệt bãi biển Vạn Vĩ để đi về Trúc Sơn. Đây, và mình đang lưu thông ở trên con phố của Vạn Vĩ đây mọi người này, của khu vực Vạn Vĩ. Và khu vực này là cũng rất nhiều dân tộc Kinh. Và ngày hôm nay mình đi dự cái lễ hội đình Vạn Vĩ thì cũng gặp rất nhiều người nói được tiếng Việt nha mọi người nhé. Đây, một cái nét đặc trưng văn hóa giống như ở Việt Nam mình, và cũng có các cái bài hát về Việt Nam, rồi có những tiết mục đi cà kheo, rồi đàn bầu cũng rất là hay. Mọi người sau có thể vào kênh YouTube của mình để xem, mình cũng đã quay cũng rất là chi tiết rồi mọi người. Đến đây là có một cái bùng binh, và cái hướng này là sẽ đi để về đến Trúc Sơn này mọi người. Đấy. Và ở cái khu vực này là mình thấy có rất nhiều các cái nhà cao tầng cũng san sát. Và cũng giống như là ở các thành phố lớn ở Việt Nam là người ta cũng thấy rào rậu cũng rất là nhiều đấy mọi người. Đấy, cái rào này theo như mình nghĩ cũng rất là nguy hiểm, vì là nếu mà xảy ra cháy được cũng rất là căng thẳng nha. Đấy. Và trước mặt mọi người là một chiếc xe Hyundai, xe Hyundai này. À, đến đây mình thấy có cái làng, người ta gọi là làng nghỉ phép dân tộc Kinh, vẫn chưa hiểu là cũng rất là hay. Tiền thì làm gì
cửa khu vực này là thuộc vùng nông thôn Trung Quốc nha mọi người nhé. Rất là mình thấy nó cũng rất là hoành tráng, toàn các nhà tầng đấy. Có thể thấy là cái lượng xe di chuyển ở khu vực này cũng rất là tấp nập. Và vì ở đây là theo như mình biết là cũng là có một con đường đi ra biển này, mọi người ạ. Và hôm nay là một ngày cuối tuần, cũng rất nhiều xe đi ra bãi biển để tắm biển và nghỉ mát. Và bên Trung Quốc thì không có cái gì là ngoài ô tô, rất là nhiều luôn đi ra ngoài đường. Này, đường xá ô tô đi lại như mất cửi với mọi người. Kênh của cháu này bây giờ cháu về Việt Nam mình tìm những người mà họ ủa làm sao lại có trường hợp đi xe của này chồng về đây nguy hiểm quá, thế thì vẫn quay được mà kết nối mà kết nối và ở phía trước mặt mọi người có thể thấy là có rất nhiều các cô đang đứng vẫy này, các cô các chị đang đứng vẫy là vẫy khách du lịch để đi vào các cái khu đây. Mình thấy có một cái bến rất là nhiều thuyền nhá mọi người ạ. Đấy, ở bên Trung Quốc họ có một cái dịch vụ rất là hay là đi xuống thuyền đi trải nghiệm đi đánh cá đấy, tập làm ngư dân trong một ngày đấy, cũng rất là hay luôn mọi người ạ. Đây cực kỳ nhiều luôn, các cô đang đứng vẫy này. Đây, đứng vẫy rất nhiều này. Anh tìm hiểu. Và đến khu vực này là có một cái cổng chào này đấy. Còn là cái khu vực bên tay trái này là một cái chợ hải sản đấy mọi người nhá. Đấy, và ở đây mình thấy là có rất nhiều hải sản. Và trước mặt mọi người đây là một chiếc xe taxi, xe taxi. Đấy, và ở con đường này là cũng dạng dạo như là biến thể của cao tốc đấy. Mọi người có thể thấy là nếu mà đi xe máy và xe đạp thì sẽ đi sang ở cái đường làn đường nhỏ nhỏ bên phía bên tay phải mình chỉ này. Đấy, còn ở cái làn đường này là chỉ có ô tô lưu thông nha mọi người nhé. Kiểu dạng như là cao tốc ấy. Thì vừa nãy là đi qua cái chỗ vừa rồi lại có trạm thu phí mọi người. Đây. Mọi người có thể thấy từng đoàn xe trong thành phố này đang hướng ra biển này, cái làn đường ở phía bên trái này. Vì hôm nay là chiều cuối tuần nên là các nơi là người ta đi ra tắm biển cũng rất là nhiều nha mọi người. Ở bãi biển Bản Vĩ rất nhiều. Và ở đây mình thấy có cái biển giới hạn tốc độ là 65 km. Rất là lạ luôn. Số lẻ nha mọi người nhá. Đấy, không chơi là 50, 60, 70 như ở Việt Nam mình mà chơi hạn 65 km. Một điều khác biệt so với ở Việt Nam. À, đến đây là chuẩn bị đến một cái ngã ba đấy, mình cũng chưa biết là về Trúc Sơn là rẽ trái hay rẽ phải đấy mọi người. Đấy. Và phía trên này hình như là mình thấy là cái đường cao tốc bây giờ đấy mọi người. Đó, đường cao tốc chạy ở phía trên này. Đây rồi, đây chỗ này là bắt đầu rẽ xuống Trúc Sơn. Đây mình thấy có một khu như là khu chung cư mới xây dựng xong này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và đến đây là bắt vào cao tốc nha mọi người. Và hiện tại là xe của mình đang di chuyển với tốc độ 114 km/h, 116. Chắc là đoạn đường này được giới hạn là 120. Một, hai, ba, bốn làn đường nhá mọi người. Nói chung là xe chạy rất là tít mọi người ạ, rất là tít luôn. Đấy, và mọi người thấy cái hình cột điện kìa, cột điện là vuông nhá, nó không tròn như ở Việt Nam nha mọi người nhá. Đây cột điện vuông này, rất hay luôn, cái điều rất là khác biệt. Ở Việt Nam mình là cột điện tròn, nhưng mà bên này là cột điện là vuông. Đấy, mình cũng chưa hiểu lý do tại sao. Để treo cờ quay anh nhá. À, một cái điều rất là đặc biệt nữa là đấy, trên các cái cột điện này người ta dọn treo quốc kỳ luôn mọi người. Đấy, treo quốc kỳ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đến đây là có một cái ngã rẽ mình chưa biết là đấy về chỗ nào đây. Này phải chạy trên 200 được chứ, này nó khỏe như thế mà chạy được trên 200, nó to nó đậm thế này mà. À, đến đây là bây giờ là mình sẽ rẽ xuống Trúc Sơn và mình đã thấy một cái cổng làng rất là đẹp đấy mọi người. Đấy, một cái cổng làng này đây, cổng làng Trúc Sơn đây rồi. Đấy, đẹp chưa? Đấy.